Hôm nay mình sẽ làm cái món lòng xào xả ớt nha các bạn. Thì đây là ớt bò, đây là xả mình băm nhuyễn với lại xả cắt khúc ha, tỏi, hành tím, ớt. Mình chuẩn bị ớt bột nữa nha các bạn nè, ớt bột nè. Rồi lòng này mình trụng sơ nước sôi nha các bạn, trụng sơ qua rồi mình cắt khúc như thế này nha các bạn. Dầu nóng rồi mình sẽ cho cái gia vị vô nha các bạn. Mình sẽ cho cái xả vô. À, tỏi với ớt, tỏi với lại hành tím rồi ha, mình làm cho nó cái thơm. Ở mình sẽ cho ớt bột rồi vô, rồi nó đã thơm rồi nha các bạn, mình sẽ cho cái một muỗng ớt bột vô đó, để tạo độ cay các bạn. Còn cái món này phải thiệt cay rồi, xào hết cái gia vị này cho nó thơm nha, xả rồi. Đó. Để cho cái phần gia vị nó thơm lên là mình mới cho cái lòng vô nha các bạn. Rồi nó đã tương đối thơm rồi, mình sẽ cho lòng vô ha. Chỉ cho cái lòng vừa nãy mình cắt ra đảo đều. Món này thì ăn là lạ miệng chứ, để ăn cơm. Các bạn trụng rồi thì cái nói chung là xào cho nó thấm gia vị thôi ha, không xào lâu quá, xào về tới được. Mình cứ cho một muỗng hạt nêm nha các bạn. Để cho nó thấm gia vị ha. Mình sẽ cho nước mắm vô các bạn. Nước mắm này là nước mắm Nam Ngư đó. Cho nó thơm các bạn. Mình xào cho nó khô nha các bạn, khô là ok. Đây là cho nước mắm nó thấm vô. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ cho nó ra dĩa nha các bạn.